Vào chiều qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phan Phương đã đi kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án tại khu công nghiệp Phong Điền. Báo cáo của lãnh đạo công ty Scavi Huế cho biết, năm 2022, doanh thu của doanh nghiệp đạt gần 190 triệu đô la Mỹ. Dù gặp nhiều khó khăn do thị trường ngành dệt may thế giới nhiều biến động, nhưng công ty cũng đã hoàn thành kế hoạch sản xuất và trong năm mới 2023 cũng đã có đơn hàng của các đối tác ở thị trường truyền thống và mở thêm nhiều khách hàng mới. Hiện doanh nghiệp có hơn 6.300 lao động với thu nhập bình quân hiện nay là 6,2 triệu đồng một tháng, cũng như đảm bảo các phúc lợi xã hội khác. Vào tháng 5 tới, công ty sẽ khởi công xây dựng mới nhà máy số 2 đã bị cháy trước đây và tuyển dụng mới thêm 1.000 lao động mới và dự kiến xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Tử Hà với khoảng 700 lao động. Chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phan Phương đánh giá cao những kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh của công ty cũng như thực hiện các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh tỉnh sẽ đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cùng tập đoàn Scavi nhằm thực hiện mục tiêu của tỉnh trong việc xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Các sở ngành liên quan cần tập trung hỗ trợ sớm khởi công xây dựng nhà máy số 2, nhà máy tại khu công nghiệp Tử Hà. Cùng với đó, thực hiện xem xét cho nghiên cứu doanh nghiệp đầu tư khu công nghiệp xanh để kêu gọi các chủ hàng, bán hàng, đối tác của tập đoàn Scavi tham gia đầu tư để hình thành trung tâm công nghiệp dệt may Phong Điền. Xem xét các thủ tục thuê đất xây dựng nhà máy tại Quảng Điền. Tại công ty Phenica Huế, báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, sau khi đi vào hoạt động tại khu công nghiệp Phong Điền từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả với mức tăng trưởng doanh thu tăng theo từng năm. Năm 2022, doanh thu của doanh nghiệp đạt hơn 473 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu cristobalite có sản lượng đứng thứ hai thế giới. Năm 2023, công ty tiếp tục mở rộng dự án chế biến các silic, in sắt chất lượng cao và khai thác mỏ cát tại Phong Chương. Các thủ tục hồ sơ đang được tiến hành và mong muốn sự hỗ trợ của tỉnh để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, tăng nguồn đóng góp cho ngân sách và tạo thêm việc làm cho địa phương, đảm bảo an sinh xã hội. Công ty kiến nghị tỉnh quan tâm và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trong khu vực như giao thông, chiếu sáng, thoát nước. Qua làm việc, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Phan Phương đánh giá cao sự nỗ lực của công ty trong quá trình triển khai thực hiện dự án trong thời gian vừa qua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công ty Phenica tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ thực hiện xây dựng để sớm đưa nhà máy vào vận hành trong tháng 10 tới đây. Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các thủ tục hành chính doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phan Phương chỉ đạo huyện Phong Điền và ban quản lý khu công nghiệp Phong Điền nỗ lực hoàn thiện các thiết chế hạ tầng tại khu công nghiệp nhằm thu hút hơn nữa nhiều doanh nghiệp đến đầu tư.